liêu trai chí dị. Thời Tuyên Đức, trong cung rất chuộng chơi trọi dế, hàng năm bắt dân gian cung tiến. Trò đó không phải nảy sinh từ đất Thiểm Tây, mà do viên quan huyện lệnh huyện Hoa Âm muốn lấy lòng quan trên, đem tiến một con. Quan tỉnh thấy nó trọi hay quá, đòi phải cung tiến thường xuyên. Quan huyện lại đòi lý trưởng phải cung cấp. Ngoài chợ, bọn tay chơi tìm mua được con nào tốt, đem nhốt vào lồng nuôi, nâng giá lên thành hàng quý lạ. Còn bọn Lý Dịch rào hoạt lấy lệ cung tiến dế, sách nhiễu dân chúng. Mỗi đầu dế phải nộp đủ làm khuynh gia bại sản mấy nhà. Huyện ấy có người tên Thành Danh, đã là một đồng sinh, nhưng không theo học tiếp nữa. Anh ta vốn người chất phác, ít nói, cho nên bọn hương chức quyền thế ép phải giữ chân chức dịch trong làng. Tuy nhiên, Phương Bách Kế từ chối vẫn không thoát. Mới chưa đầy một năm mà gia sản nhỏ mọn của anh ta cơ hồ đã kiệt. Gặp vụ nộp dế, Thành không dám bổ bán, sách nhiễu dân, mà nhà thì không còn gì để bù. Bởi thế lo buồn quá, chỉ muốn chết đi cho rảnh. Người vợ khuyên can: chết thì được việc gì, chi bằng tự tìm bắt lấy, muôn một may ra được con nào chăng. Thành cho là phải. Từ đó cứ sáng đi tối về, tay xách ống tre, lồng tơ, đủ cách bới đất, lật đá, tìm hang, mọi nơi tường đổ, bờ hoang bãi cỏ. Cũng có lần moi được vài ba con, nhưng vừa yếu lại vừa bé, không đủ quy cách. Quan trên cứ hạn mà trách phạt. Quá hơn chục ngày, Thành phải chịu đòn trăm gậy. Đôi mông máu mè bè bét mà chẳng có con dế nào để nộp. Về nhà anh ta lăn lộn, chăn trở trên giường, chỉ còn nghĩ đến chuyện tự tử mà thôi. Lúc ấy, trong thôn có cô đồng gù mới đến, có tài bói toán cầu thần. Vợ Thành chạy tiền đến bói. Gái tơ nạ dòng kéo đến chật cổng ngõ. Trong nhà buồng kín che mảnh, cửa bày hương án. Người đến bói thắp hương xì sụp lễ. Cô đồng đứng bên hướng lên không trung, khấn thay mồm mấp máy, thì thầm không biết nói những gì. Mọi người xung quanh cung kính đứng nghe. Lát sau trong mảnh ném ra mảnh giấy, ghi rõ những lời truyền phán chỉ bảo, không mảy sai lẫn lộn. Vợ Thành nộp tiền trước án, rồi cũng thắp hương làm lễ như những người trước. Độ dập bã chầu thì mảnh động có mảnh giấy ném ra. Dở ra không thấy chữ, chỉ có hình vẽ. Ở giữa là đền gác như kiểu chùa Phật. Đằng sau dưới ngọn núi nhỏ lồn nhồn những mô đất kỳ quái, những bụi gai tua tua. Một chú dế thanh ma nằm phục, bên cạnh là con ếch trong tư thế định nhảy ra. Xem mà không hiểu ra sao, chỉ thấy qua chú dế dường như có bao hàm ẩn ý về việc mình cầu khẩn. Cho nên vợ Thành bọc giấy vào người, đem về đưa chồng xem. Thành xem chăn trở tự nhủ: phải chăng bức vẽ này chỉ cho ta chỗ bắt dế? Ngắm kỹ hình vẽ, thấy giống như đại Phật các ở mé đông thôn. Bèn gượng dậy, cầm theo bức vẽ, chống gậy lần ra mé sau chùa. Ở đó có một ngôi mộ cổ trên gò, cây cỏ tùm. Lần theo xung quanh mộ, thấy đá lởm chởm rất giống hình vẽ. Thành vạch cây vén cỏ, căng mắt dòng tai như đi tìm mũi kim hạt cải, nhưng không thấy dấu vết gì cả. Bỗng có một con ếch nhảy vọt ra, Thành kinh ngạc vội đuổi theo. Ếch lẫn vào đám cỏ, Thành dõi theo hướng, lần tìm thấy một chú dế núp dưới gốc gai. Thành chộp vội, nhưng dế đã chui tọt vào trong hang. Lấy cỏ nhọn chọc, nó vẫn nằm lì trong ấy. Sau khi đem ống phun nước vào, bị sặc, một chú dế cực to khỏe mới thòi ra. Tóm được chú ta, nhìn kỹ, mình to, đuôi dài, cổ xanh, cánh vàng. Thành vô cùng mừng rỡ, liền nhốt vào lồng mang về. Cả nhà ăn mừng, cho rằng bắt được chân châu bảo ngọc
cũng không bằng, rồi thả vào bồn, nuôi nấng hàng ngày bằng thóc ngâm sữa, thịt cua luộc, chăm sóc chí chút từng ly từng tí, đợi đến kỳ hạn nộp quan. Thành có đứa con trai lên 9, thấy bố đi vắng liền mở trộm bồn ra xem. Dế thừa cơ vọt ra, thằng bé đuổi theo mãi, vồ được vào tay thì dế đã gãy cẳng bẹp bụng, chết ngay tức khắc. Nó sợ quá chạy mách mẹ. Mẹ vừa nghe xong, mặt nhợt như chết rồi, quát mắng âm lên: "Thật là tiền oan nghiệp chướng, chết đến nơi rồi, bố về sẽ cho mày biết." Thằng bé khóc lóc bỏ đi. Lát sau Thành về, nghe vợ kể lại mà lạnh toát xương sống. Đi tìm con thì con đã biến đâu không biết. Mãi sau mới vớt được xác con dưới giếng. Chuyển giận thành thương, Thành vật ra kêu trời muốn chết. Nhà tranh bật khói, vợ chồng im lặng nhìn nhau không còn gì nữa. Trời gần tối mới đem chiếu cỏ liệm thây con, ôm ấp vỗ về thì thấy con còn thoi thóp thở. Mừng quá, nửa đêm con sống lại, hai vợ chồng hơi yên tâm. Song đứa con vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, bần bật ngủ lịm.